Phong có nhìn mi đó hả cô? Phong với bên này, thằng ơi cứu giùm. Trang Phong đẹp quá trời mọi người. Tại vì bây giờ nó muốn cái gì của cái đó hả? Nó muốn đây này, muốn tivi mới mua tivi. Vâng. Nó chiều cho nó chiều là để chơi giải trí. Đó. Thì mẹ nó là hàng ngày là hát chai, hôm nay hát karaoke chai. Thì không ngờ là sáng nay nó nói là mẹ ơi mày lên mở được mở cửa cho con giặt đồ với mẹ với. Thì mở cửa mới vừa mở, nó ở đó nó giả, nó ở ngoài sân thượng nó giả ai nhà đâu mà nó lát cái ghế đỏ đó. Nó kê lên nó thốt luôn cái phía từ cao 3 mét mà thốt qua cái mái nhà. Cái mái nhà xong rồi cái nó đi đâu mất bao giờ, cái ở dưới chị ở với anh cháu thì lên phát hiện là nó đã đi rồi. Yeah. Thì nói chung là chị có một đứa con gái nữa thôi, chị lo cho nó chứ về. Giờ chị có thể nói với mọi người là có thể hỗ trợ giúp đỡ cho bây giờ đi. là mẹ của Jimmy là hết sức là đau khổ. Bây giờ chị tất cả không biết nói là gì hơn, chị tấm lòng của người mẹ là Jimmy á, là Jimmy đang hoảng loạn và đam mê một con đường không đúng đắn, đam mê một con đường sai lầm từ ngày bỏ nhà ba tháng đi theo Tỉnh Thất Bồng Lai đó. Và cái sai lầm đó Bi chưa nhận ra được. Mẹ cũng đã từng tâm sự rồi mà Bi chưa nhận ra được. Cứ nói rằng là chỗ đó là tài năng giỏi. Tu mà tu theo nghệ thuật tài năng giỏi. Thì mẹ có nói rằng là con nói sai rồi. Nếu tu á, thì đâu có cần giỏi dở. Mà tài năng làm gì? Tu thì phải tĩnh tâm. Chứ tu mà con nói rằng là chỗ đó là nó thích chân hài, nó tiền nhiều lắm mẹ. Rồi hát thờ nó làm cũng tiền nhiều lắm. Chứ mẹ không biết ở trong đó là mấy thầy giỏi lắm. Mấy thầy là dạy hát hò nè, rồi mấy thầy làm bỏ chi trên YouTube đó, kiếm tiền bằng YouTube đủ thứ hết. Thì chị người mẹ em nào cũng sáng suốt với tâm sự nói cái đó là sai. Nếu con đi tu là con nên đi tu những cái chỗ yên tĩnh, đã xác định đi tu rồi thì không có cần lợi danh tiền bạc. Mà ở đây á là mẹ nuôi con dư sức, không có cần mà tới đó để làm vấn đề gì. Nó cho hàng ngày, hỏi nó hàng ngày làm gì thì nó nói là trong chùa cho trí cho nó là một công việc là đút cho chú Tiểu Bằng là xong là thôi, muốn làm gì làm tự do lắm. Còn nếu mà con nói như vậy thì tưởng tu cái gì, thì ở trong đó người ta nói tu là không cần tụng kinh có bỏ, tu mục đích rằng là rèn luyện cái tài năng giỏi để thi các cuộc thi kiếm tiền. Mà anh cũng ăn mặn luôn không? Ăn mặn luôn ở trong đó, ăn mặn theo chú Tiểu về ra ăn mặn luôn. Hoàn toàn là bé không tu, bé không có hề tu gì hết, mà đi theo nguyên nhân gì và lạc lõng. Phòng của Diễm My đầy đủ trang thiết bị không luôn, không có thiếu gì một cái đồ gì ăn này nè. Thiếu gì em quay luôn ở đây nè, tất cả nói chung là chị lo đầy đủ không thiếu gì. Đây là cửa sổ là gì? Đây là cửa sổ mà bé từng mở cửa ra ngắm đó. Xong rồi đồ đạc là nó mới văng ra để đi á, cho nên không có sắp xếp vì là quản loạn quá. Đồ ăn thức uống rồi trong phòng đầy đủ luôn ha. Áo quần á thì vẫn còn nguyên, xếp vừa gọn không có đem theo cái gì hết, áo quần tủ quần áo quần vẫn còn nguyên. Cuộc sống của ai cũng thì mơ ước này. Cuộc sống này là đã từng nói với bé là không có ai có đâu nghe con, mình nó vẫn gieo dạ rồi, vẫn dạ rồi hết. Nhưng mà cái nỗi lòng của cha mẹ là đau khổ khi nó gặp cái nhóm người này không tốt mà làm cho bé hoảng loạn trong suốt 3 tháng. Đến buổi tối ngủ cũng được hả? Đến khi buổi tối về cũng ngủ không được mà la hét đi. Đó. Làm mẹ cũng ngủ không được mà chị là người là mẹ với mì theo suốt trong 10 ngày vừa rồi đây. Tiên mi. Mà bé đã từng nói rằng là con hứa với mẹ không đi được. Vì cái chỗ đó không phải là cái chỗ tu mà chỗ đó là tài năng này nọ thôi. Con hứa với mẹ không có đi nữa đâu, nhưng mà chỗ đó là chỗ tài năng lắm. Con nói với mẹ vậy đó. Cô thì trước khi Diễm My bỏ trốn thì có nói gì với cô? Có nghĩa là không nói một cái gì. Có nghĩa là hai mẹ con có tâm sự thân thiết để làm đánh lạc hướng không? Tình rất lâu, đi cái chuyện 3 tiếng đồng hồ lắm mà mẹ kêu hoài à. Mà không, mỗi lần mà đụng tới người bé là bé không cho, bé nói đừng có đụng tới người bé. Bé My nó nói là mẹ đừng có đụng tới người con, cho nên đâm ra là mẹ không xét được trong người là có cái gì. Đụng tới là bé nói rằng là mẹ đừng có đụng người con. Thì bây giờ người mẹ bao giờ cũng chiều con, không dám đụng thôi, để cho bé ngủ ngon. Mà cái phòng này bình thường là khóa cửa luôn. Bình thường thì chị với nó sinh hoạt, ba nó dưới. Nhưng mà bé muốn đi với bên đây là ba đánh trong khoảng 2 ngày nay rồi. Bé xin là nấu ăn nấu uống chung, bé xin nhặt đồ chung. Để nhảy cái đường nào đâu cô? Thì bây giờ để chị nó mong muốn một người mẹ. Thì bây giờ là người mẹ, cho dù bé chưa hiểu nhận ra cái sai đó, nhưng mà một người mẹ rất là thương bé, rất là
yêu bác vì bác là một người hoạn nạn. Lâm vô một cái cảnh là khi gặp cái nhóm này trong vòng 3 tháng, rủ đi 3 tháng này, mới tỏ vẻ ra, mới là cái tinh thần không hiểu biết gì tại gia đình nữa. Chứ không phải là biết bác không biết là có tiền có bạc bác không biết đâu. Nhưng mà cái quán giải của bác không thể nào mà bác hiểu được cái chỗ đó, nơi đó như thế nào. Bác chưa tin. Cho nên là chị rất đau khổ mà chị rất thương nó. Thương bác rất nhiều. Khi bác hoạn nạn mà bác nói những cái lời đó mà không thương cha thương mẹ, ảnh hưởng mà phản đối cha mẹ thì chị càng thương. Chị càng thương là bác nó bị hoạn nạn chứ không phải là nó muốn. Vì trước kia bác rất là một người quan hiền. Tôi là bố Diễm My, tôi là Võ Văn Thắng. Thì số nhà 15 sạc 2, đường số 20, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Tôi là bố của Diễm My. Thì hôm nay là ngày 24 tháng 12 năm 2019. Thì vào lúc khoảng 9 giờ rưỡi thì cháu với mẹ cháu là đang phơ áo phơ quần trên lầu 3. Thì bố Diễm My thì đang ngồi ở dưới nhà, cửa cổng thì đã khóa. Thì gia đình mẹ với cháu coi như là đang giặt đồ trên lầu 3. Thì mẹ coi như phơ đồ xong thì mẹ xuống, thì bé nó xin nó vẽ mấy bức tranh. Thì nó vẽ xong nó sẽ xuống cái nóc cái mái tôn của cái nhà kế bên đó, khoảng 3,5 mét. Thì cháu nó nhảy xuống thì mình không có thể nghĩ rằng là nó dám nhảy. Nhảy xuống đó là chỉ có con đường là gãy chân gãy cẳng. Chính tôi là người nhảy theo để tôi kiểm tra các tên cái mái tôn là thử có nó không. Vậy là Diễm My bỏ trốn là chính xác lúc mấy giờ? Chính xác là khi nó chạy là lúc 10 giờ. Thế này 10 giờ là bung cửa ra chạy luôn. Tức là nó nhảy trên lầu nó chạy luôn chứ đâu phải là cửa lúc nào anh cũng đóng 24 đêm bóng đây mà. Vậy là nhảy cửa trên lầu bỏ trốn. Tức là mẹ nó ra phơ đồ sân thượng á. Xí nơi tụi em lên quay cái sân thượng đó xong rồi quay cái cảnh đó. Tức là nó nhảy xuống rồi coi như là nó trốn theo cái đường đó, cho nên khi mà mẹ nó ăn sáng xong rồi phát hiện quay lên khoảng 20 phút sau quay lên đó thì là phát hiện trong phòng và trên lầu cũng không thấy nó luôn. Đúng mà bỏ trốn thì Diễm My có mang theo cái gì không? Tức là khi đi là cháu bận áo khoác màu đỏ, rồi cháu đem một cái giỏ sách, trong đó nó có bỏ thêm mấy bộ đồ áo khoác màu đen và các đồ nữa. Có tiền bạc không? Tiền bạc thì theo anh nghĩ là nó sẽ không có đâu. Giấy chứng minh đồ điện thoại rồi là gia đình đều giữ hết, chứ không có thẻ ngân hàng rồi là cháu gia đình giữ hết. Đến cái thời điểm mà Diễm My đến đi bỏ trốn đến bây giờ thì mình có thông tin gì thêm chưa anh ha? Thì cũng có một luồng thông tin là báo là gia đình là cháu nó đang ở bến xe miền Đông. Thì gia đình và lực lượng chức năng và cơ quan với là nhờ anh hiệp sĩ Thanh Hải cũng chạy xuống bến xe miền Đông để xác minh vấn đề đó mà vẫn không thấy. Thì bây giờ nó cũng có một cái thông tin mới mà gia đình cũng đang cho để triển khai tiến tới cái chỗ đó, và cũng báo cho anh hiệp sĩ Thanh Hải rồi tất cả anh em. Bây giờ có bao nhiêu người, mình có thể chia sẻ là bao nhiêu người đang đi tìm kiếm Diễm My không anh ha? Về gia đình thì có khoảng 20 người. Em các hiệp sĩ đường phố nữa. Hiệp sĩ đường phố là cũng mấy chục người nữa. Có báo bên chỗ lực lượng chức năng. Có lực lượng chức năng thì báo công an phường và công an quận. Thì cũng hy vọng là tìm được anh Diễm My sớm. Dạ đúng rồi. Thì sau cái các luồng thông tin thì gia đình cũng kiếm chưa phát hiện ra cháu. Thì gia đình cũng có một cái thỉnh cầu nhỏ nhỏ để gửi đến quý bà con, nếu ai có phát hiện tìm cháu ở đâu hoặc là giữ cháu, hoặc là báo cho gia đình, hoặc báo hiệp sĩ Thanh Hải, hoặc là báo cho cơ quan chức năng gần nhất, tức là họ sẽ phát hiện báo cho gia đình. Thì gia đình cũng xin chân thành cảm ơn và xin hậu tạ cho nó thỏa đáng. Anh có thể nhắc lại cái ngoài hình bên ngoài và cái hình dạng bên ngoài của Diễm My để cho mọi người có thể nhìn. Tức là về bé khi nó đã cạo cái đầu, hình dáng nó hơi gầy người,
Thì trong các cái đoạn clip mà nó đăng tải lên như vụ tỉnh Thất Bồng Lai thì bà con cũng biết hình ảnh Diễm My rồi. Thì sau đây thì cũng có gửi cho các anh em để hình ảnh cháu nó để tiện để ý kiến. Vì góc độ pháp luật thì gia đình xin chấp nhận thôi. Thì trong thời gian qua thì cháu nó cũng có một cái dấu hiệu nó không được bình thường, tức là nó đêm nó ngủ nó la nó rống, rồi thành ra là gia đình cũng phải giữ trực chiến 24 đêm 4 để chăm sóc, cũng mời bác sĩ về lo, nhưng mà nó cũng có cái dấu hiệu thần kinh cho nên là cũng không có dám cho nó tiếp cận ở ngoài, cho nên gia đình cũng cầu mong như ai phát hiện cháu như giữ nó cháu lại rồi báo gia đình. Về mức độ pháp lý thì tôi là cha, tôi chỉ đứng đảm bảo trách nhiệm, nếu như nhờ bà con cộng đồng để tạm giữ nó lại để báo gia đình thì tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm vấn đề đó. Mong bà con có lòng giúp đỡ cho gia đình. Mình có nghi ngờ Diễm My là đi theo hướng nào không? Giống về miền Tây hoặc là về miền Đông hoặc là về tìm Thất Bồng Lai hay là như nào không? Thì có nhiều lần gia đình cũng có tâm sự thì hỏi cháu thì cái chiều hướng nó cũng là nó cũng thích lên tỉnh Thất thôi chứ ngoài ra nó cũng không muốn đi đâu. Nhưng mà trong thời gian này theo tôi nghĩ là nó sẽ đang là tạm lánh ở bên ngoài à, cho nên có thể rằng là bà con ai phát hiện được thì báo cho gia đình. Anh có cái bức hình nào của Diễm My thì cho mọi người có thể thấy bức hình có dạ, có đồng máy giờ anh mở điện thoại anh cho mọi người xem và nhìn Diễm My để có thể gặp ngoài đường có thể biết. Bố của Diễm My đang tìm hình và cho mọi người xem nha. Alo. Thì cứ triển khai kiếm máy đi. Nó nhìn là nhìn ai? Tới người đó không? Rồi không có thâu gì vậy cả. Thành công mẹ luôn rồi. Dạ. Đây nha mọi người. Đây là Diễm My nha mọi người. Mọi người nếu như mà đi ngoài đường thì thấy Diễm My có thể gọi cho hiệp sĩ Thanh Hải hoặc là cơ quan công an gần nhất thôi. Đúng rồi. Cho cơ quan công an gần nhất để hỗ trợ giữ lại Diễm My và báo cho gia đình nha. Ở nhà hiện tại là chú Thắng và mẹ của bé đang rất là lo lắng các bạn. Đây là Diễm My nha. Các bạn coi hình kỹ nha. Có cái hình khi nó đang máy chạy tiếp xúc luôn nữa. Dạ, anh cứ mở tấm hình tiếp theo để mọi người có thể theo dõi. Có cái video lúc mà ra khỏi nhà không anh, lúc mà tiếp xúc ra khỏi nhà camera. Tiếp xúc camera là nó đang chạy ra. Màu đỏ thôi. Cái lúc mà đi ra khỏi nhà thì Diễm My mặc quần thể thao. Đúng rồi. Quần thể thao màu đen, giày màu đen. Cái bao lô màu đen nữa. Chứ là nó trong ba lô nó đem thêm một cái áo khoác màu đen. Nó có thể rằng ra khi ra ngoài đường nó có thể thay đồ để nó đổi dạng. Nhưng bà con phát hiện báo dùng cho gia đình. Anh có nghi ngờ là Diễm My sẽ trở về tỉnh Thất Bồng Lai không? Thì nhiều lần tiếp xúc với Diễm My thì hỏi thì nó cũng nguyện vọng nó cũng là về tỉnh Thất Bồng Lai thôi. Ý Diễm My nó xuống đó để làm gì anh hả? Nó nói thì ở nơi này có những cái gì mà các nơi khó khác không có được, tức là chỗ này nó quá là tài, nó là toàn là thách thức danh hài độc như là 300 triệu, rồi những ca sĩ đào tạo nói chung trong này gọi là đào tạo thành con người nhân tài không thôi, chứ còn ngoài ra trong đó thì nó nói là không có ai mà tu học gì hết, tu gì hết, chủ yếu là kiếm tiền, nó là tức là về nghệ thuật được kiếm tiền không thôi, chứ còn trong đó thì nó không có phải là cái chỗ này để nơi tu. Anh thì em có nghe anh nói lúc mà Diễm My bỏ đi có tiền trong người mà. Thế anh nghĩ là nó không có tiền, tức là nó có bọc trong người của dưới chừng một vài trăm ngàn thôi. Hay là đồng tiền này nó sẽ cắt ở trong đồ kính của nó, không cho gia đình phát hiện, tức là gia đình không để cho nó đồng lại. Đâu có mang điện thoại đi không? Không, điện thoại là không, nó không mang được. Còn lúc mình nhảy xuống thì cũng không có bị thương gì hết nữa ha.
Hai. Diễm My là đi lại bình thường thôi. Vẫn bình thường. À. Những cái độ cao lớn như vậy nhưng mà vẫn bình thường. Vẫn bình thường. À. Thì hiện tại thì không biết bây giờ Diễm My đang đi đâu rồi. Hiện nay là mà, bây giờ là mình tập trung tìm Diễm My là chủ yếu ở khu vực nào anh? Bây giờ đang tình nghi, có thể là bé nó đi các cái điểm gọi là xe đến tàu. Phân thiết. Xe các xe vận chuyển xe hoặc tàu như thế nào. Hoặc là nó đi bút ráp, nhờ mình cũng nhờ cái các hãng taxi ai mà chở cháu đi, hoặc là các cái xe ráp gì đó mà ai phát hiện cháu trong xe buýt gì đó vậy. Ai phát hiện cháu thì báo gia đình là đã chở cháu nó đã về đến đâu. Đó, rồi ai là người gặp, rồi ai là người đón gì đó thì, mình có thể chia sẻ được cái số điện thoại không ta? Hay là không, chắc là sợ. Tức là bây giờ số điện thoại cái liên lạc với anh Hiệp sĩ Thanh Hải. Hiệp sĩ Thanh Hải cũng có số lên Hiệp sĩ. Có số lên Thanh Hải. Anh đọc cái số Hiệp sĩ Thanh Hải để cho mọi người có thể. Thế mọi người nha, nếu ai mà thấy bạn Diễm My mà bỏ trốn khỏi gia đình, thấy bạn Diễm My thì có thể gọi vào số điện thoại của anh Thanh Hải, anh Hiệp sĩ Thanh Hải đấy ha. Số anh Hải là 0913 630 921. Dạ đúng rồi, dạ dạ. Anh Hiệp sĩ Thiên Phú này anh cũng tự nguyện giúp gia đình này, mình tự nguyện, mà tự nguyện giúp. Dạ, các Hiệp sĩ Thiên Phú cũng tự nguyện giúp gia đình. Anh đi lên lại cái chỗ cái phòng mà Diễm My nhảy xuống nha. Rồi rồi, thì mẹ của Diễm My sẽ dẫn mấy anh lên. Là cháu nó mà bỏ trốn thì gia đình rất là hoảng hốt, rất là sợ mà cháu coi như nó chạy ra nó có mệnh hệ gì không, gia đình rất lo, rất là coi như là cầu mong coi như ai phát hiện được thì báo giúp cho gia đình. Chứ ba mẹ bây giờ là coi như chỉ biết run tim thôi chứ còn không có một cái tư tưởng nào. Bây giờ thì cũng chân thì bị đau mà giờ phải nhờ các anh em lực lượng cơ quan để hỗ trợ để tìm kiếm cháu. Sợ cháu nó cũng có cái dấu hiệu nó không bình thường, nó ra đường rồi nó gặp nhiều cái nguy hiểm. Nên gia đình cũng xin nhờ tất cả bà con anh em, tất cả các cái ban ngành gì đó hỗ trợ giúp đỡ cho gia đình. Nếu mà clip Diễm My nó thấy được cái đoạn clip này thì mình có lời nào nói với Diễm My để cho em có thể hiểu cái tấm lòng của cha mẹ và liên lạc lại với gia đình không? Về mặt gia đình thì có đâu lời, nếu như Diễm My hiểu biết được cái điều này á thì gia mẹ cũng như là thương con hết mực hết lòng. Từ ngày mà đưa cháu về trong đó, gia đình chỉ biết là bỏ hết tất cả công việc để chăm lo cho sức khỏe của cháu để nó hồi phục lại, rồi cái cũng kêu nhờ các bác sĩ tới lấy xét nghiệm đồ để khám chữa bệnh cho cháu, để cho coi như mình thương cháu, mình nhớ cháu, rồi mình cứu cháu, nhưng mà mình phải bảo vệ cháu. Nhưng mà hôm nay gia đình bảo vệ không được cháu thì cũng như cái điều ân hận nhất là gia đình rất là buồn và rất là đau khổ. Cho nên mẹ cháu như là khi phát hiện là cháu như chỉ biết đứng hình chứ không còn biết nói năng gì được đấy. Tôi là bố cháu thì tôi cũng phải trầm tĩnh lại để tôi nhờ tất cả bà con anh em, nhờ tất cả đồng nghiệp sĩ, rồi nhờ tất cả các cơ quan để tìm kiếm cháu. Các bạn anh thì trước khi Diễm My nhảy khỏi nhà và tẩu thoát á, thì Diễm My có biểu hiện gì không? Có biểu hiện gì thân mật với mẹ để tìm cách để đi đón không? Trước khi Diễm My trốn á, thì hai ngày trước Diễm My trốn á, thì Diễm My tỏ ra một cái như là rất hòa nhã, hòa đồng với gia đình, và cũng đòi xuống dưới rồi coi như phụ mẹ nấu cơm, phơi đồ, giặt đồ vậy đó. Rồi coi như là cháu nó cũng nó làm, nó tạo cái niềm tin cho mẹ nó, cho nên mẹ nó mới sơ xúc chút xíu, tức là mẹ không giám sát coi như là. Nên mẹ nghĩ rằng là chắc cũng cháu nó có cái sự thay đổi chút đỉnh về trong vấn đề thần kinh. Thì cũng như gia đình cũng như cũng rất là bức xúc. Cũng bên trong đó là Diễm My cũng thể hiện cái thái độ là chuyển biến tích cực đúng không? Cũng là có thay đổi về tâm lý là nó vẫn tích cực lên không? So với trước đây ha?
Vậy là để đánh lạc hướng á, cái biểu hiện của Diễm My như vậy là để đánh lạc hướng gia đình. Anh khi mà Diễm My bỏ nhà đi cũng mấy tháng, là khi Diễm My về nhà thì có sự thay đổi rất là kinh khủng, như là hầu như có thể là khác hẳn so với trước đây. Thì anh có nghi Diễm My có bị vấn đề gì không? Trong cái thời gian đó có gì xảy ra với Diễm My? Thời gian mà đi khỏi nhà có bị gì không? Tức là về vấn đề mà kiểm tra trong máu á, thì cũng đang chờ kết quả, chưa biết được. Mình cũng để đợi giám định nó sẽ cung cấp sao. Còn vấn đề mà theo anh nghĩ là nó có một cái tiếng gọi gì đó trong đạo giáo, hay là một cái tiếng gọi gì mà trong cái tỉnh thất đó, cho nên là cháu nó không ngừng mà có ý tưởng mà bỏ ý tưởng đi được. Thì có cơ hội là nó có rồi đó. Cho nên là gia đình cũng không biết làm sao mà để cứu chữa cháu này. Cô không giải thích được đó. Không giải thích được mà cũng không thể cách nào mà để cứu chữa được. Tại trong cái thời gian trước đây thì Diễm My rất là ngoan và hiền, và có cái dự định là đi du học này, đúng không? Đúng rồi. Thì tự nhiên là đột biến là có xảy ra cái chuyện như vậy.